Đây là khu du lịch rừng Sác ở Cần Giờ, Cần Giuộc gì đây nè. Đây nè em. Em đi em bỏ chị giữ giùm em nè. Đây. Chị thấy bỏ trên băng đá chị giữ giùm em đó. Sơ sát hết trơn rồi, tại vì trời mưa á. Trời mưa ướt nhẹp ướt nhem hết trơn rồi. Cái này mình cho nó ăn bằng gì chứ? Ở đây một ngày mình nấu 100 kg gạo lứt cho nó. Gạo lứt nha. Mua trái cây, mua bánh, cá này kia là